Rồi, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ sp4shop.com. Thì hôm nay chúng ta sẽ đổi gió một chút xíu. Mình không có hướng dẫn 4shop, mà ở cái tutorial này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng một cái app đang khá là nổi hiện nay, cái app Frisma. Đây, app Frisma, app dưới cùng. Đó, mình thì nếu các bạn muốn tải thì các bạn có thể vào App Store hoặc là bên Android thì hình như tới thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có. Mình có thể sử dụng Frisma, click phát thì nó sẽ ra cái tên Frisma Filter and Photo Effect khá là tốt, và hiện tại cái app này đó đang là free. Sau này thì có tính tiền hay không thì không biết, nhưng mà đối với mình thì những cái chất lượng mà những cái hình hiệu ứng trong này thì nếu nó có tính tiền $1-2 đi nữa thì nó cũng đáng ạ. Thì đây cái tương thích, cái chú ý là nó tương thích iOS 8.0 trở lên. Nói chung là các bạn sử dụng iPhone 5 trở lên thì ok. Đây các bạn sử dụng iPhone 4S thì chắc là cài 8.0 vẫn được. Ok, sau khi đó các bạn có thể tải về ha. Đây mình đã tải về rồi, mình sẽ chạy. Thì nó có những cái giao diện khá là đơn giản. Đầu tiên vô là nó sẽ cho chọn chụp, hoặc là nếu như mình đã có những cái hình sẵn rồi, đây là giao diện chụp ha. Các bạn có thể xoay, đây mình không xoay đâu, xoay phát ra cái mặt mình kỳ lắm. Flash và chỉnh sửa cái thiết lập. Đây các bạn có thể thấy là chúng ta có thể chọn là cái hình mà chúng ta muốn chỉnh sửa ha. Ví dụ như ở đây mình chọn một cái hình hình này chẳng hạn, thế hình mình chụp bậy hồi sáng thôi, click use. Chúng ta chọn cái hình này ha, mình chọn hình nào thì nó sẽ lên phía trên này, click use, tức là sử dụng cái hình này đó. Ở đây chúng ta có thể là crop, chúng ta có thể là kéo phóng to nó ra, di chuyển lại để thế. Nhưng mà đối với mình nghĩ là có thể là mình để full màn hình thì nó sẽ ok hơn. Có một cái lưu ý là đối với Frisma thì nó mới chỉ cho chúng ta sử dụng góc ảnh vuông thôi, cho nên là nếu các bạn chụp chụp ngang hoặc chụp dọc thì có thể chúng ta sẽ phải di chuyển lại, chúng ta định hướng lại sao cho nó vừa ý. Sau khi chúng ta cảm thấy crop rồi, ok hết rồi, chúng ta click next. Sau click next thì nó sẽ hiện ra cho chúng ta một cái giao diện ở phía dưới này, cái thanh kéo, và đây là những cái gọi cái hiệu ứng effect. Đối với mình thì cảm thấy nó rất là đẹp ha. Các bạn có thể chọn ví dụ như là những cái running in the storm, cái này click vô thì nó sẽ tự động nó chạy, nó xử lý một chút xíu. Ví dụ như các bạn sử dụng cái iPhone đời cũ thì nó có thể nó là hơi khó chút xíu, nhưng mà hơi chậm đó. Còn đối với mình thì sử dụng iPhone 5S thì cảm thấy nó cũng khá là ổn, không tới nỗi nào. Nhưng mà nếu cứ iPhone 4S, iPhone 5 thì có thể nó sẽ hơi rùa hơn một chút xíu nữa. Mình cảm thấy cái hiệu ứng này khá là hay. Tuy nhiên có một cái vấn đề, đó là có thể một các bạn có thể để ý là có cái logo ở ngay phía dưới, góc dưới bên tay phải của cái hình. Có thể là hình cái logo này có thể là nhiều bạn tôn trọng bản quyền thì có thể để, hoặc là nhưng mà chúng ta cũng có một cái thiết lập để chúng ta có thể tắt cái logo đi. Các bạn quay trở lại cái màn hình chụp hình, cái giao diện lúc mới vô đúng không ha, click vào tùy chỉnh. Thế các bạn có thể thấy là enable watermark, tức là hiện cái watermark, hiện cái logo đó, chúng ta có thể tắt đi. Và đây thì khi đó chúng ta chọn cái hình này đó, chúng ta xử lý hình này chẳng hạn thế, mình use. Các bạn có thể thấy cái hình này là đang là hình khổ dọc này, cho nên chúng ta phải di chuyển một chút xíu nữa. Chúng ta mình chọn về next. Thì đây khi mà mình thêm cái hiệu ứng thì nó sẽ xử lý chút xíu ha, và các bạn sẽ thấy là nó sẽ mất cái logo ở dưới góc phía dưới bên tay phải, và cái hình ta nó sẽ đẹp hơn ha, tại không có dấu bản quyền mà. Nên như các bạn tôn trọng thì có thể để cũng được, không sao hết. Ở phía dưới này còn rất là nhiều những cái khác, nhiều cái hiệu ứng electric này nhìn khá là ổn. Nói chung là rất là nhiều đó. Đối với mình thì đối với một cái ứng dụng free á, thì ở đây chắc mình phải đếm ít nhất là khoảng tới 30-40 cái ứng dụng, cái hiệu ứng. Sau khi xong rồi các bạn có thể click vào Facebook hoặc là Instagram này nó để up lên những cái hiệu ứng đấy. Tuy nhiên đối với mình thì chắc ăn nhất để chúng ta cứ click vào đây và chúng ta save image để chúng ta lưu nó cái hiệu ứng này vào máy của mình, tạo một cái hình mới ở trong máy để chúng ta muốn up đầu up cho nó dễ hơn. Tất cả ảnh ở đây có thể thấy là cái hình chúng ta đã thế thôi. Thì các bạn có thể thấy là cái cách sử dụng nó khá là đơn giản đối với một cái app free và rất chất lượng, đối với rất chất lượng. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi tút này, và nó chỉ đơn giản thế thôi. Nếu các bạn cảm thấy những cái series mà sử dụng những cái app mà giới thiệu những cái app chỉnh sửa ảnh nó hay thì để lại cho mình cái comment phía dưới. Các bạn mình muốn mình review về một cái app nào, hay là mình muốn mình hướng dẫn sử dụng một cái app nào đó, thì mình sẽ dành thời gian và nghiên cứu về cái app đó và làm tút tương tự như thế này cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi cái tút này. Mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ sp4shop.com. Nhớ để lại like, comment và subscribe cái tutorial của mình ha. Bye bye.